Từ năm 2008, ngày 20 tháng 4 chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trở thành Ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Lễ công bố chương trình thương hiệu quốc gia lần thứ 6 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình thương hiệu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành triển khai. Qua 15 năm triển khai, chương trình thương hiệu quốc gia luôn hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh về Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ, đa dạng, phong phú với chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng xuất khẩu nguyên liệu thô, qua đó tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam. 2 năm một lần, các thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được chương trình bình chọn thông qua những tiêu chí khắt khe. Đồng thời, các thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đã đạt thương hiệu quốc gia lần trước cũng được đánh giá lại và chỉ những thương hiệu đáp ứng đủ tiêu chí mới được tiếp tục tham gia chương trình và được vinh danh trong lễ công bố. Mặc dù đánh giá rất khắt khe nhưng đã có rất nhiều những thương hiệu Việt uy tín đã nhận được danh hiệu thương hiệu quốc gia nhiều năm liền từ năm 2008 đến năm 2016. Các kết quả đạt được thì rất là đáng ghi nhận. Cụ thể là chúng ta thấy là số lượng doanh nghiệp đạt được cái thương hiệu quốc gia là tăng rất là nhanh trong qua các thời kỳ trải dài trong cả suốt là mười mấy năm qua. Số lượng các doanh nghiệp mà đạt cái danh hiệu thương hiệu quốc gia thì rất là ổn định và có chất lượng. Và điều này cũng cho thấy rằng là nhận thức cũng như là năng lực cũng như là mối quan tâm của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển, quản trị và bảo vệ thương hiệu ngày càng được cải thiện. Chúng tôi rất là tự hào và vinh dự khi được tham gia, được lựa chọn tham gia vào trong chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, bởi vì là những cái giá trị mà của chương trình thương hiệu quốc gia tôn vinh đó là chất lượng, năng lực tiên phong sáng tạo và năng lực dẫn dắt, thì đó là chính là những cái giá trị mà Chabaco đã theo đuổi trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của Chabaco đến nay. Khi mà được nhận cái danh hiệu thương hiệu quốc gia ấy, thì bản thân tôi cũng như là cán bộ nhân viên trong công ty tự tin hơn khi mà đưa ra thị trường, tự hào hơn để mà làm được những cái công việc thường ngày. Eurorand đầu chúng tôi nhận được cái danh hiệu là thương hiệu quốc gia, đối với chúng tôi đây là một vinh dự rất là lớn, và chúng tôi xác định là thương hiệu quốc gia không phải là một giải thưởng để cho mình mang đi khoe, mà đây là một cái danh hiệu rất có giá trị và phải làm thế nào để giữ vững cái mình xứng đáng là thương hiệu quốc gia. Ở Việt Nam có đến hàng 600.000 doanh nghiệp nhưng chỉ có 88 doanh nghiệp được vinh danh là thương hiệu quốc gia thôi. Năm 2018, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức đợt lựa chọn lần thứ 6 và dự kiến sẽ tổ chức lễ công bố các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm 2018 lần thứ 6 vào khoảng cuối năm. Nhằm hưởng ứng và tuyên truyền cho chương trình thương hiệu quốc gia năm nay, tuần lễ thương hiệu quốc gia lần thứ 4, một hoạt động thường niên, sẽ được tổ chức nhân dịp ngày 20 tháng 4, ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là ngày thương hiệu Việt Nam, với các hoạt động bao gồm triển lãm thành tựu thương hiệu quốc gia qua 15 năm, diễn đàn thương hiệu quốc gia với chủ đề doanh nghiệp với thương hiệu ngành, diễu hành đạp xe thương hiệu quốc gia, các hoạt động tuyên truyền đường phố tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói qua 15 năm triển khai, chương trình thương hiệu quốc gia đã được biết đến không chỉ ở thị trường trong nước mà còn cả ở thị trường quốc tế. Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã và đang được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp chú trọng hơn đến việc xây dựng hình ảnh, quản trị doanh nghiệp tốt hơn, và các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia cũng đã thể hiện được năng lực tiên phong trong ngành hàng và lĩnh vực của mình.